đây còn gì à, nó về không gì à? Hả? Nấm ở nào đâu, nấm ở nào đâu? Ủa có nấm không? Đâu ở vậy hả? Có ghen không? Có ghen không? Có ghen không? Tí có ghen không? Anh Phong kỳ quá à. Ủa, người yêu của Tí mà cứ nắm tay hoài hả? Đâu có đâu, tại Út nắm tay, Út sợ xe nha. Xe kìa. Xe kìa luôn á. Nắm tay. Ừ, là sẽ dẫn cho hai bà mẹ đi ra ngoài chợ đêm mà cũng gần cái chỗ khách sạn Phong ở á, là sẽ mua đồ cho hai bà mẹ đây, mẹ Tí Súng và mẹ Út Cờ. Rồi em dẫn hai bác đi vô lựa đồ. Rồi hai cô lựa đi. Em lựa cho. Dạ dạ. Nè, đứng gần mẹ đi coi. Thì đang ở chợ đêm nè quý cô chú anh chị. Ở đây là cái khu Vincom. Thì đây cái nhà của Vincom đây. Còn ở đây là gần Tết nên mở nguyên khu dãy này để bán giống như chợ đêm. Sau này ở điểm này là hai cái cao tầng luôn nè, hai mấy tầng nữa quý vị. Đây thì sẽ thì đó nó đi lại đằng khách sạn rồi, có gì là nó đợi mình. Rồi vô lửa đi không? Dạ. Ừ đúng rồi, em còn cái nào em thấy được á. Ê hai đứa nè, con mua đồ quá, con thích không? Đồ đẹp không? Đẹp lắm. Nè đồ quá đẹp đang mặc luôn nè. Anh Tí em mét kìa, em nói anh Tí không có thương em gì hết. Trời đất ơi, mét chân vậy hả? Mét anh Tí không có thương. Ê kìa cho chỉ kìa. Sao vậy? Rồi rồi ôi nắm tay. Nè con đứng đây đi. Để chú Phong cho anh nè. Cái màu này dành cho mẹ của Tí, mẹ của Út được á nha. Mẹ Út màu này được á. Mà đó đúng rồi đó, màu đẹp đó. Gì cũng mua cái luôn đi. Dạ gì thích cái nào chứ việc chọn đi nha chị. Hàng này hàng hiệu đó nha. 280 ngàn. Cái Út nắm tay nè. Tí. Dạ. Tí. Dạ. Nè Út nắm tay chú Hùng nè. Dành lại đi. Không dành đâu. Dành. Rồi. Rồi, dành đấy, dành đấy. Rồi. Nắm đúng rồi. Để cho hai mẹ lựa. Ở đây Tết vui lắm quý vị ơi. Mà đồ thấy ở đây cũng đa dạng lắm nè. Già trẻ lớn bé đều có luôn. Nên đây cũng dễ lựa cho lắm. Kìa. Yeah. Chị nhìn cái tướng người đi cho chọn mẹ em đi. Nếu vậy sao thử quần được ta? Vậy lột cái áo khoác ra đây rồi mặc đại vô. Nè, mày đi đẹp hết ta. Rồi, đẹp quá. Sang. Đẹp quá mày ơi. Cái màu này mà cái đâu cô quay con coi kinh tiếng rồi. Dạ được cô, dạ được. Nhưng mà tùy cô đó, cô thích cái nào cô cứ về chọn. Con thấy màu này đẹp đó vậy. Nè nắm tay nè, để chú Phong vô coi mẹ của Út Cờ coi sao nè. Con nắm tay Út nè, con nắm tay Út nè. Nè lên. Để
giữ đi chứ ở đây người ta bắt Út á. Dạ. Nha. Thôi nè nè Út 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 nắm tay của Tý đi Út nha. Trời ơi con nhìn không buồn nữa kìa. Ủa chị nè chị cũng nịnh dữ lắm nè. Nịnh dữ dàng luôn á. Thấy ghét quá à. Rồi dịnh 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 Út đi. Ủa dịnh Tý đi. Để bây giờ đó. Ờ. Em ra. Vậy đó. Ờ cho ha. Cô cứ việc đi, ở đây mình có nhiều cái để mình lựa lắm. Đừng có quyết định gấp. Cái nào mà thích hợp nhất là mình thấy. Cái nào mà cô thấy thích á, cô bỏ qua bên. Rồi hồi mình sàng lọc lại cái nữa. Dạ. Ờ, trong này sáng quá nè. Ở ngoài đứng tốn chết nè. Anh Phương ơi, qua đây nè anh Phương. Sáng lắm nè. Giờ qua được. Đâu đâu. Đây đó là lớn nhất. Cái quần á, cái quần nữa nè. Cái quần mặc vô luôn ha. Trời ơi cái này mặc đi đi đám là ngon lành luôn. Thì là lấy bộ đó ha vậy ha. Còn con kia lấy cô đang cô của mẹ mẹ tí súng này đang lựa áo. Em ơi em cầm kìa em rồi vậy là đâu em đưa lên cho anh coi coi vậy là mẹ của Út Khờ là cái quần đen đó phải không? Đâu quần đen cho anh coi coi à đây ha cái kiểu cũng đẹp nè em nhỏ. Ồ không cái kiểu rồi nè cái kiểu nghĩa túi đẹp quá ha. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi, được rồi. Cái áo sao? Áo đẹp ha, màu đó đẹp. Dạ là mặc hợp. Cái đi. Màu này nó không có tối mà không sáng nữa nè, mặc nó thích hợp. Giờ người lớn tuổi ta mặc vậy nè. Đúng rồi. Rồi. Rồi mẹ đi xuống lựa chưa nè, ra thử quần nè. Được. Rồi, vậy được rồi, ngồi vậy là phá rồi ha. Vui không? À, mà mua được đồ cho cô quá con cũng vui lắm á. Không quá, không quá dạ. Không mai đồ. Dạ. Mình đem niềm vui cho hai đứa nhỏ là phải đem niềm vui cho hai người lớn nữa chứ. Dạ. Được rồi. Rồi đất mẹ ơi, có hai đứa rồi kìa. Tôi sợ hai đứa này luôn. Giữa thanh niên Bạch Nhật, giữa chợ búa luôn. Đứng trong hầm gì đó thôi, đứng ra ngoài xe cho lắm á. Đâu cô, con ngồi rồi. Tôi cũng già rồi bận áo này cho tôi. Mẹ. Chồng chú bầm bấm. Mẫu này dài. Trời, năm nay quên luôn nha. Anh, ê, năm nay cũng kìa. Năm nay em không kìa. Hả? Năm nay em không kìa. Nắm ở nào đâu? Mới nắm con gà kìa chết. Ủa, con nắm không? Con nắm không? Đâu, ở vậy hả? Chưa cãi không à. Có ghen không? Có ghen không? Ghen. Có ghen không? Dạ. Tí có ghen không? Anh không kỳ quá à. Ủa, người yêu của Tí mà cứ nắm tay hoài hả? Đâu có đâu, tại Út nắm tay, Út sợ xe nha. Xe kìa. Xe kìa lưng á. Đi theo chị Vy đi con. Thì sẽ cố gắng cho mẹ của Tý lựa đồ nào thích hợp nhất mà đẹp rồi đó nó mới quý nha quý chú anh chị thì để cho cô lựa. Dài quá mà khó coi. Dạ. Ở áo này luôn nè. Ở áo này dễ thương mẹ. Dễ thương nè. Trai quan một cân nhiêu mẹ? Trai miên mẹ. Trời ơi. Dễ thương hay đẹp? Dễ thương á. Dễ thương. Dễ thương không? Dễ thương á. Đẹp. Hai đứa này dễ thương hơn. Ừ. À hai đứa nào? Tí súng giúp cờ. Ha.
Cô thấy vừa vai vừa tay là được ha. Khoan em khoan, để con hỏi coi. Nè em ơi, cái đường này nè nó có bị lỗi không? Bị lỗi rồi cô ơi. Vậy đi, thì thôi lỡ cái khác đi. Dạ. Không mua cái gì á mà họ thích, họ quý đó. Và hơ mặt mà họ thích đó thì thật sự đó là một món quà quý. Chứ về mà không mặc á thì nó không có được ý nghĩa. Thì sẽ cố gắng lựa cho cô. Trân là nhiệt tình lựa là đưa cho cô thử luôn. Hello. Hello mình đi. Quen rồi. Cái duyên thôi. Ừ. Ê, anh đâu? Anh đâu? Dạ đúng rồi cô. Rồi bây giờ để nè. Bây giờ nè, nếu mà cái này phải không? Vô thử cái quần nó luôn đi là biết kết hợp luôn cho nó đẹp hay không luôn. Chứ con thấy cái áo là được rồi đó. Khoan, để chú Phong vô trong. Nè Vĩnh nè. Chứ không thôi nè, Vĩnh đi. Đó. Thì cái áo vừa rồi mà nếu mà cái quần mà nó kết hợp nó tuyệt vời nữa thì mấy người mới hay. Dạ có đó dễ ý lại mà. Quan trọng là mặc cái bụng với cái mông với cái đùi mình đó. Thì có gì em con kêu cổ lựa. Chị Tư đâu rồi? Đó, dạ đang đã dạ, xong rồi. Đã mua xong rồi luôn. Dạ. Em coi nè. Có vừa không? Rồi có hai bà xui ấy. Quan trọng là cái chân ở cái đùi nè, cái mông nè, cái bụng nè. Quan trọng là đúng rồi đó, cô ngồi phải thoải mái nó mới được cô ơi. Mẹ con đâu rồi? Đây. Mẹ sợ không mẹ, mặc cái áo đẹp. Rồi. Không gì bằng mà cái quần nó màu hơi là lông chuột và cái áo màu đen là nó đẹp nhất, nó sang nhất, là thật sự. Đẹp lắm gì ơi. Theo con giới trẻ mà con nhìn con thấy đẹp. Để cho anh Kiến hả? Tới ơi, tới mẹ nè, vô đây mẹ. Đây rồi mẹ, con đây rồi mẹ. Con thấy rồi mẹ. Thơm sen, cái này con thấy sen á cô. Dạ. Đẹp không? Giống công chúa không? Thì là mỗi người hai bộ hả? Một bộ. Hả? Yeah, một bộ đó. Đó là có như quần với áo. Giờ chỉ nịnh như lắm nè. Không cho chân đi thương chân lắm đó. Đây nè mẹ đây nè. Ngay xem mẹ. Dạ, vậy là mỗi cô được một bộ vừa ý luôn rồi phải không? Đúng rồi. Dạ. Đây là cũng là món quà của cô Liên gửi cho hai cô để mà hai cô có những bộ đồ ưng ý để mình có đi đâu ở Tết á, mình mặc nha hai cô ha. Dạ, đây là món quà của cô Liên ở Mỹ á. Thôi bây giờ không biết nói gì hơn, cảm ơn cô Liên là rất là nhiều. Dạ. Chúc cô Liên là năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, phát đại phát lộc. Dạ. Tôi thì cũng cảm ơn cô Liên. Dạ. Tôi cũng già yếu cũng mừng gì được cô giúp đỡ vậy, cũng rất cảm ơn cô. Dạ. Chúc cho cô mừng ăn cho phát tài phát lộc. Có ăn giúp đỡ cho người nghèo. Dạ. Cảm ơn cho cô. Dạ, cảm ơn hai cô. Dạ, hai cô rất, nói chuyện những cái câu là phải nói là rất mộc mạc. Rồi gửi gửi tiền đi em. Gửi tiền chị ơi. Cái này từ thiện hả? Bớt đi. Bớt 2 đi. Đó, đó chị ta. Cái shop tên gì nè? Anh Thành. Hả? Anh Thành Chấp Thành ha, ở chỗ Vincom mình ha.
Ghi là bóng tài có làm ờ còn đến chút kìa nữa thấy chưa dạ. Trời đất ơi rồi vậy là chính chỉ bớt là còn có 900 hả đáng lẽ là 400 mấy em 408 một bộ là 906 à chỉ bớt 60 ha rồi dạ. Rồi cảm ơn chị nhiều nha dạ. Rồi à, bye bye quý vị khán giả đây là clip mà dẫn cho hai người lớn tuổi đi mua đồ đã lựa được rồi à, Phong xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn những clip sau về hai đứa khờ ở Sa Đéc như thế nào. Rồi Phong xin chào. Nắm tay nè. Nhớ với lại nè, hôm qua nghe bé Út nói bé Út thích cây cài á, chị Trang làm cây cài cho bé Út nè. Đẹp quá à. Ừ. Thích không? Thích. Cài lên nha. Dạ, dạ. Tối về làm đó. Ai làm cho chị vậy? Chị Trang làm nè. Dễ thương quá chị ơi. Dễ thương không? Dễ thương quá hả? Dễ thương quá hả? Công chúa bong bóng. Đúng rồi, công chúa. Em lại làm công chúa được rồi đó nha. Rồi, Phan, để sượt cái tóc này lên coi. Trời, giống màu đen nha. Gỡ cái khẩu trang đi xong rồi chị Trang đeo cái khẩu trang lại cho cầm đi.